chào mọi người, mình là Tú Phạm. Tâm trạng của mọi người hôm nay như thế nào? Riêng Tú thì Tú rất là háo hức cho video lần này, bởi vì Tú đang bị hấp dẫn bởi nhân vật chính của video ngày hôm nay. Các bạn có biết là những ngày gần đây trên fanpage của chúng ta thì có nhân vật nào thường xuyên xuất hiện không? Tú xin được giới thiệu nhân vật chính, đó chính là nàng công chúa màu hồng, The History of Who, Công Jin Hansu. Nếu các bạn có quan tâm về nhãn hàng The History of Who thì chắc hẳn cũng sẽ biết là độ tuổi sử dụng sản phẩm là từ 35 tuổi trở lên. Vậy có bao giờ các bạn thắc mắc là có sản phẩm nào cho độ tuổi nhỏ hơn không? Câu trả lời là có nhé. Và Công Jin Hansu lần này sẽ hướng đến các bạn ở độ tuổi từ 20 đến 39 tuổi. Và thông điệp mà sản phẩm muốn gửi đến các bạn đó chính là cấp ẩm đông y và chống oxy hóa. Chống oxy hóa thì tôi nghĩ là chắc hẳn nhiều bạn cũng đã nghe đến rồi. Nhưng mà riêng về cấp ẩm đông y thì sẽ khác so với quá trình bình thường một chút. Đó chính là sẽ trải qua 3 giai đoạn: cấp ẩm, hạ nhiệt và điều hòa khí huyết. Sau khi trải qua giai đoạn này thì độ ẩm sẽ được lưu giữ trên da tốt và lâu hơn. Mọi người biết không, khi lần đầu tiên Tú nhìn thấy những hình ảnh của Su á, lúc này thì Tú chưa được tận mắt nhìn giống như lúc này đâu, thì Tú đã bị màu hồng này làm cho mê mẩn rồi. Và thực sự á, là Tú cũng là một fan chân chính của màu nữ tính quốc dân này luôn. Và Tú nghĩ là nếu mà bạn nữ nào sở hữu nguyên một bộ sản phẩm này ở trên bàn trang điểm của mình thì rất là thích luôn. Ngày nào mình cũng được vừa dưỡng da vừa nhìn ngắm những cái màu hồng xinh xắn này hết. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người từng sản phẩm nhé. Để xem nào, ở đây thì chúng ta tổng cộng có 9 sản phẩm. Và để cho mọi người dễ hình dung hơn thì tôi sẽ chia làm 3 nhóm nhé. Nhóm đầu tiên là nhóm làm sạch, nhóm thứ hai là nhóm cung cấp dưỡng chất, và nhóm thứ ba là nhóm chăm sóc tập trung. Và tôi sẽ test theo thứ tự sử dụng sản phẩm luôn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Nhóm sản phẩm đầu tiên là nhóm làm sạch, bao gồm 3 sản phẩm, đó là tẩy trang, sữa rửa mặt và nước làm mềm da. Nước tẩy trang có tên gọi là Vital Hydrating Cleansing Water, giúp làm sạch nhẹ nhàng trên da và hỗ trợ một phần tẩy tế bào chết bằng amino acid. Sản phẩm thứ hai là sữa rửa mặt tạo bọt, giúp loại bỏ chất bẩn và đặc biệt là bụi mịn trên da, có tên là Hydrating Foam Cleanser. Và sản phẩm cuối cùng trong nhóm này đó chính là nước làm mềm da Vital Hydrating Cleanser dạng lỏng. Và bây giờ tôi sẽ test trên tay để cho các bạn xem nhé. Bây giờ trên tay Tú đang có kem nền, eyeliner và son. Và Tú sẽ dùng nước tẩy trang để làm sạch các lớp trang điểm này nhé. Và bây giờ Tú sẽ bắt đầu lau nước lớp trang điểm này ha. Nào, chúng ta cùng xem là lần thứ nhất lau. Wow, thì các bạn có thể thấy là lớp nền á đã được loại bỏ khoảng 80%. Và để xem lần lau thứ hai nào. Lần này thì Tú thấy là lớp nền gần như đã được loại bỏ hẳn và chỉ còn lại lớp son và eyeliner thôi. Chúng ta cùng xem là có làm sạch được hai lớp này không nha. Wow, sạch rồi nè các bạn ơi. Và bây giờ cảm giác trên tay Tú rất là mát và không bị dính rít gì cả. Và da bạn nào mà da nhờn hay là da hỗn hợp hay bị đổ dầu á thì lựa chọn em tẩy trang này là chính xác luôn. Và tiếp theo sẽ là sữa rửa mặt. Lấy một ít sữa rửa mặt và tạo bọt với nước nha các bạn. À, đây là sữa rửa mặt dạng gel cho nên là thường á chúng ta tạo bọt thì nó sẽ không có quá nhiều và sẽ không có quá bông. Và các bạn hãy tạo bọt kỹ một chút xíu ha. À, sau khi mà tạo bọt xong á thì Tú sẽ lấy hết cái phần này để thoa lên vùng da mới tẩy trang và massage đều các bạn ha, để loại bỏ được các bụi bẩn ở trên da. Cảm giác rất là trơn mịn và rất là thư giãn các bạn. Và bây giờ Tú sẽ đi rửa nha, các bạn chờ chút xíu Tú sẽ quay lại liền. Sau khi rửa mặt xong, da chúng ta sẽ rất là sạch nhưng mà cảm giác sẽ hơi căng một chút xíu ha các bạn. Vì vậy chúng ta sẽ dùng nước làm mềm da để da được bổ sung ẩm và mềm mịn trở lại. Do là dạng lỏng cho nên là Tú sẽ dùng bông cô tông. Còn nếu mà bạn nào quen rồi á, thì chúng ta vẫn dùng tay được ha. Và bây giờ Tú sẽ lau lên trên da. Wow, cảm giác như là hạ nhiệt độ trên da tức thì luôn các bạn. Nhóm sản phẩm tiếp theo là nhóm sản phẩm cung cấp dưỡng chất với 4 sản phẩm là tinh chất, sữa dưỡng, tinh chất dưỡng vùng mắt và kem mặt. Rồi, đầu tiên ha, đây là sản phẩm tinh chất Vital Hydrating Essence, là một dạng tinh chất đậm đặc, có khả năng cấp ẩm sâu và chống nhăn cho làn da của chúng ta. Tiếp theo là sản phẩm sữa dưỡng Vital Hydrating Emulsion, giúp duy trì và cân bằng độ ẩm trên da. Và sản phẩm tiếp theo là Super Hydrating Eye Essence. Đây là một vũ khí rất là lợi hại để giúp cho vùng da mắt chúng ta sẽ không bị nhăn cũng như là loại bỏ được những cái vết nhăn ở vùng này. Và cuối cùng đó chính là kem dưỡng dành cho mặt. Đây là sản phẩm cuối cùng trong các bước dưỡng da, giúp cung cấp dưỡng chất cũng như là khóa lại các vết dưỡng trước đó.
Tinh chất thường là linh hồn của mỗi dòng sản phẩm, có hiệu quả nhanh và cao nhất. Vì vậy, nếu mà muốn cảm nhận được tinh túy của bất kỳ dòng mỹ phẩm nào thì các bạn hãy sở hữu sản phẩm tinh chất nhé. Và bây giờ thì Tú sẽ thoa lên tay. Cảm giác là thể sản phẩm rất là đặc nè. Nhưng mà khi massage thì vẫn thẩm thấu tốt, giống như là cảm giác như là một cái lớp màng ẩm bao bọc lấy da vậy. Tiếp theo sẽ là sữa dưỡng. Sản phẩm này thì Tú sẽ đổ trực tiếp lên tay luôn. Vì thể khá là đặc nên là các bạn phải trút hơi lâu một chút xíu ha. Nếu mà lần đầu á, chúng ta để cho không khí vào rồi thì lần sau á, trút ra sẽ dễ dàng hơn. Và bây giờ Tú sẽ thoa sản phẩm trên da nè. Wow, cảm giác tan chảy trên da rất là nhanh các bạn ha. Và thấm rất là tốt, các bạn có thể thấy ha. Sản phẩm gần như đã thấm hết rồi. Đến tinh chất dưỡng vùng da mắt rồi các bạn ơi. Đây sẽ là vũ khí tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm của chúng ta là nếp nhăn và vết chân chim. Vì vậy các bạn phải nhớ sử dụng mỗi ngày nha. Và bây giờ tôi sẽ thoa ra. Kết cấu sản phẩm rất là nhẹ nhàng nè. Khi thoa sẽ tan thành nước, vì vậy sẽ giúp các khe tế bào ở vùng da mắt hấp thụ sản phẩm tốt hơn. Đến sản phẩm cuối cùng rồi các bạn ơi. Và trước khi test lên tay thì chúng ta hãy xem trước thể kem bên trong nhé. Wow, màu hồng rất là xinh ha. Khi mà mở một hũ kem mới thì thường tôi cũng sẽ hay so giống như đang cho các bạn coi vậy. Vì chỉ có kem thì mình mới nhìn rõ được cái thể sản phẩm bên trong nhất thôi. Và kem sẽ là dạng gel, cho cảm giác lên da rất là mát, mỏng nhẹ. Và nếu trời nóng mà da mà đổ dầu thì sẽ vẫn đảm bảo đầy đủ độ ẩm mà không lo bị dính rít khó chịu nha. Và nhóm sản phẩm cuối cùng là nhóm sản phẩm chăm sóc tập trung, bao gồm kem chống nắng và mặt nạ mũ. Đối với kem chống nắng, Vital Hydrating Sun Fluid sẽ có chỉ số là SPF 50+ và PA+. Ngoài khả năng chống nắng tuyệt vời thì còn có khả năng cấp ẩm cho làn da nữa. Và sản phẩm cuối cùng trong 9 sản phẩm ngày hôm nay đó chính là mặt nạ ngủ Hydrating Overnight Mask. Mặt nạ ngủ này sẽ giúp cho da của các bạn lấy lại sức sống sau những ngày thật là mệt mỏi. Và ngoài ra sẽ còn kèm theo một cây cọ xinh xắn như thế này để giúp chúng ta dàn trải sản phẩm dễ hơn và đều hơn. Nếu như chúng ta đã căng thẳng và mệt mỏi trong vài ngày rồi thì hãy đắp mặt nạ để hồi phục năng lượng và sức sống cho làn da. Đặc biệt là khi đắp mặt nạ ngủ thì không cần phải canh thời gian để lấy ra. Và thường là các loại mặt nạ tôi dùng trước đây sẽ có dạng hũ, còn của Su là dạng tiết như thế này. Vì vậy là sẽ có kèm thêm một cây cọ để dàn trải sản phẩm đều và dễ dàng hơn. Wow, lông cọ mềm đó các bạn ơi. Cảm giác như làn da của mình đang được nâng niu và chiều chuộng vậy. Và sau khi mà các bạn dàn trải sản phẩm đều hết mặt, thế là xong. Các bạn chỉ cần để như vậy lên giường và tận hưởng giấc ngủ ngon của mình thôi. Tiếp theo là kem chống nắng, sản phẩm cuối cùng trong 9 sản phẩm của Su. Tiêu chí chọn kem chống nắng của Tú ngoài các chỉ số về SPF hay PA thì sản phẩm cần phải ráo mịn, không bị bệch trắng và có khả năng dưỡng ẩm nữa. Và sau khi thoa kem chống nắng xong thì tôi cảm thấy là Sun Fluid đã hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí này của mình. Wow, vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn tất cả 9 sản phẩm của công ty Hansu rồi. Vậy thì các bạn hãy lưu ý một điều này nhé, là nãy giờ những cái sản phẩm nào mà có chữ Vital ở trong tên á, thì đây sẽ là những sản phẩm có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời cho làn da. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem là ẩn sâu bên trong những cái công dụng tuyệt vời này sẽ là những cái thành phần gì nhé. Là một dòng sản phẩm của The History of Who nên thành phần của công ty Hansu cũng chủ yếu bắt nguồn từ Đông Y và chia thành hai nhóm, thành phần chủ đạo và thành phần bổ sung. Đối với thành phần chủ đạo sẽ bao gồm Quỳnh Ngọc Bí Đơn, Cống Thần Bí Đơn, Thanh Khí Ích Thọ Đơn và Liên Hoa Sinh Khí Đơn, có khả năng lần lượt là dưỡng ẩm, duy trì trạng thái cân bằng, vận chuyển oxy và chống oxy hóa mạnh mẽ. Đối với thành phần bổ sung, thứ nhất sẽ là bổ luân đơn, có trong tinh chất dưỡng mắt, làm tăng cường khả năng cấp ẩm và tan nhanh hơn. Thành phần bổ sung thứ hai là hoa trà, có trong sữa rửa mặt và mặt nạ ngủ, giúp tăng cường khả năng hồi phục và làm dịu da. Các bạn ơi, vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn 9 sản phẩm thuộc dòng sản phẩm công ty Hansu rồi. Các bạn có thích sản phẩm không nào? Nếu có thì hãy nhanh tay liên hệ với các nhà phân phối mỹ phẩm LG Vina để được tư vấn và sở hữu những sản phẩm xinh xắn này nhé. Và bây giờ, tôi xin chào và hẹn gặp lại.